tại sao mình nói là tại sao cái xây cấp này ấy vào nước nó khỏe hơn cái con này xây cấp bình thường này. Xây cấp bình thường ấy mình xem nhé, bình thường ấy là cái xây của nó chỉ có phi 74 thôi, phi 14 nhá. Cái này ấy là mình có xem này, cái này ấy là phi bao nhiêu, nó là phi 19 này, à, nó là phi hẳn 19 luôn. Thì mình còn xem là ở trong này ấy, này hai cái sen này đều là sen là phi 20 cả, sen 20, sen 20 này ấy, mình xem cái lỗ nhé, cái lỗ này này, cái lỗ nước vào ấy, lỗ này mình đôi cái lỗ này này, lỗ này là 9,2, đấy, lỗ này 9,2 nhé. Thì cái lỗ này mình xem nhé, cái lỗ này bao nhiêu nhé, cái lỗ này chỉ có 6,5, 9,2, nếu mà ai biết gọi là tính công thức diện tích ấy, là thấy biết được, đấy, nó là, nó diện tích nó cấp bao nhiêu, đúng không, mình có thể tính xem nhé. 9,2 trừ 2 4,6 nhân 4,6 nhân 3,14 đúng không? Đây là diện tích của nó 66,4. Đó. Thì cái kia là 6,5 trừ 2 3,25. Đó, nhân 3,14. Đấy. 33,2, 33,2 vừa nãy là 66,55. 66,55 cấp đôi đúng không? Diện tích là xa cấp đôi luôn đúng không? Đó, cho nên là mình biết là khi gọi là cùng một áp lực nước nó xa đây. Cái này lưu lượng nó sẽ cấp đôi cái bình thường này ấy, là sẽ cấp đôi luôn. Cho nên là nó nguyên lý của nó là gọi là lỗ càng to, nước xa càng nhiều. Nó cấp đôi luôn. Xa nước sẽ cấp đôi luôn. Cho nên là nhà nào nước yếu ấy, dùng cái dây cấp này là tuyệt vời nhất này. Ok nhá.